Thấy ai kia không? Anh đó là ai chị? Mình ơi, quen mình quen trước rồi. Dạ, ngồi gần giữ cái ghế cũng dài mà. Nói giỡn thôi. Gần đi. Bây giờ thì đầy đủ rồi ha. Thì lúc nãy những gì mà em tâm sự với chị á, Long có nghe. Ôi sao chị nói là chỉ có em với chị thôi? Em nói xạo á. Em bớt tin chị nói xạo. Đâu có nghe trực tiếp. Nãy anh có nghe rồi. Anh nghe hết rồi. Anh thấy em nói đúng không? Đúng tính của anh không? Là chính kịch đúng không? Đồng ý không? Về cái phần chính kịch em nghĩ là cái này từ từ thời gian sẽ thay đổi. Nghĩ ở gần Nga có thể là em sẽ ảnh hưởng của Nga, cái tính vui vẻ hoạt bát hơn. Cái đó không phải cái chính là cái vụ người yêu cũ. Anh hơi kinh tế một chút thôi. Thì sẽ có kế hoạch sinh con. Chị thấy hai em thì thật sự rất là dễ thương rồi. Gọi là có lời khuyên thì chị cũng thấy không cần thiết đâu. Nhưng mà đúng là cái cách nói chuyện á, nó nghe có vẻ hơi sẵn sẵn. Đó là cái cách bình thường vậy. Thì bây giờ mình tập. Trời ơi, nói chuyện với bồ là chị mà nghe lại chị hết con hồn luôn. Đó, đó. Tao chỉ làm lại nếu như em là bồ chị nha. Anh đừng có như vậy. Là lúc nào nói cũng phải có chữ ngữ. Phải với mấy cái câu vuốt đuôi. Dạ. Đừng vậy á. Đãi đãi cái dịu dịu xíu là con trai ta thích liền. Dạ. Rồi còn bên này thì thôi, sẽ tạo dựng niềm tin cho nhau mỗi ngày. Để đừng có những cái buổi hẹn mà cổ không biết nữa à. Đúng không? Thật ra thì cái điều đấy nó sao ta? Em cũng không muốn khơi lại những chuyện cũ. Nói chung là bây giờ mình yêu nhau thì mình xác định mình tin tưởng nhau là chính. Và hướng tới cái tương lai tốt đẹp. Bởi vì là em với Nga thì gắn bó với nhau trong những thời gian gọi là sát cánh với nhau gần như là 24/24. Thì cái điều này em cũng chẳng phải muốn giải thích gì, nhưng mà muốn khi đang yêu nhau không muốn nghĩ một cái gợn gì thì nó không tốt. Để đến tình yêu hai đứa cho nó đẹp. Vậy thì đừng gặp người cũ. Không, bây giờ thì không có. Nhưng nãy giờ bà chính là cái người đã gợn nhất đó anh. Rồi chị Miko. Ủa em đi đâu vậy? À, tối nay em có một mini show nhỏ nhỏ acoustic ở phòng trà này. Ủa sao tình nghe nhạc? Sao tình cờ vậy? Lâu lắm em chưa gặp chị á. Rồi chị quay du lịch đúng không? Du lịch đúng rồi. Chị đẹp trai quá. Ủa vô nào vậy hai đứa? Nãy giờ không biết luôn á. Tối nay thì em có mini show ở đây. Bây giờ thì em đến để ghép với ban nhạc, nhưng mà tại ban nhạc chưa đến. Và hay là sao? Em thấy cặp đôi đẹp đôi quá. Nãy giờ có nghe lén không vậy? Có. Em nghe nãy giờ rất là chăm chú. À rồi. Và không biết là anh chị có thể để em dành tặng cho anh chị một bài hát không? Được, tặng cho anh chị đó. Không, ok. Trời. Đây là một bài hát mà em đã tự sáng tác. Nó có tên là Mai, tức là của tôi. Yeah. Thì em mong là bản tình ca này sẽ giúp cho anh chị yêu thương nhau nhiều hơn. Chẳng có một ai biết được tình yêu thế nào. Yeah. Chẳng có một ai biết được tình đến ra sao. Vì khi đã lỡ fall in love with you, ta chỉ cần mong đến từng phút bên nhau. Yeah. Chẳng có một ai không muốn tình yêu dịu êm. Chẳng có ai không biết tình là những yêu mềm, mà sao vẫn bất chợt để đến bên nhau. Có chăng là vì khi yêu lòng lại không nghĩ suy. Hey yeah. Rồi chỉ cần nhìn thấy tay cầm tay bao ngày, gần mãi chẳng rời xa. Dù là ngàn bão tố phong ba, baby you are mine. Oh, oh. Rồi trái tim này đã trao em từng giây phút mình trông thấy nhau, cause baby you are mine. Oh, oh, yeah. Gom bao đau thương bỏ lại một nơi khác, tay trong tay ta về lại đón yêu thương cùng nhau.
trăng lên, tựa như anh vuốt ve môi mềm. Phút giây này ngọt ngào biết mấy, khoảng trống trong anh lấp đầy. Hãy khép mi em, hay là mưa tây mát thân mềm. Muốn nét vào lòng ngực anh, nét vào lòng ngực em để kể yêu thương trong anh. Mong bao nhiêu ngày buồn sẽ qua, cho đêm nay lại hai chúng ta lại gần anh, lại gần thêm đi em. Hãy hôn anh khi mùa đông giá rét, hãy hôn anh khi mùa mưa sắp đến, hãy bên anh khi lòng con quyến luyến. Xin người hãy cần sát bên, đừng buông tay khi ngoài kia nắng cháy, đừng quên anh khi tình yêu vẫn đây, đừng xa anh cần em biết mấy, đừng buông lơi đôi vòng tay. Sợ run quá. Hai vợ hai luôn cầm cầm cái này kìa. Cảm xúc của nhân vật nữ chính. Cái phần quỹ đen này, kinh tế này em cũng giấu Nga như là. Quỹ đen nha chị. Cái tiền mà tại sao không tặng quà gì Nga thì bây giờ em cũng muốn tiết lộ là em dành dụm cũng khá lâu rồi để mua cái chiếc nhẫn này, cái ngày trọng đại nhất trong cuộc đời. Trời ơi. Đây này đúng quá tuyệt vời. Phải giữ nha em, phải giữ chặt nha, thả ra là tiêu đó. Rồi bây giờ thì hôn đi, hôn đi. Rồi, hôm nay thì cảm ơn T-Duck nha, đã giúp hai nhân vật chính trong màn cầu hôn này bắt tay. Dạ. Cảm ơn T-Duck nhiều. Cảm ơn T-Duck nhiều. Chúc anh chị hạnh phúc ạ. Tiếp theo là cảm ơn hai em. Năng lượng tình yêu tích cực của hai em sẽ làm cho các khán giả của chương trình Cưới Đi Trà Chi hạnh phúc. Hai em cũng phải hạnh phúc như vậy dài lâu nhé. Cảm ơn chị. Dạ. Và cuối cùng xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi Cưới Đi Trà Chi. Hy vọng rằng khán giả ngồi trước màn hình nhỏ cũng cảm thấy xúc động, cảm thấy hạnh phúc giống như là những nhân vật chúng tôi ngay tại những giây phút này. Và xin hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Xin chào. Quê ở Bình Thuận, hiện đang làm giúp sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở đâu em? Dạ ở Gò Vấp ạ. Mình sống với ai em ơi? Dạ hiện tại thì em đang ở trọ với em trai. Em dạy ở Gò Vấp, trường mầm non Tâm Toàn Cầu. Giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình ha. Điểm mạnh là những cái mạnh của mình, hát hò nhảy múa nấu ăn cái gì mà hát gì đó. Em thì hát được, thích nấu ăn. Hát được hả? Hát cho chị vài câu nha. Dạ hiện tại thì đang em đang bị ho, đang đau họng quá chị. Một vài câu chị không có kêu hát nhiều. Chị kêu cái em quên mất không biết hát về gì nữa. Hát được. Được rồi, còn điểm mạnh gì nấu ăn? Dạ nấu ăn. Rồi còn không nè. Dạ, chắc là hay lắm đúng không? Có thể làm mấy cái đồ mà handmade này kia để cho các bé chơi đúng không? À dạ, cái đó thì em có thể làm được nhưng mà không có khéo tay lắm hả? Có thể làm được là hay rồi. Rồi điểm yếu của mình là gì? Điểm yếu của em là hơi bị tự ti á chị. Em đã từng ly hôn. Ly hôn rồi à? Dạ. Rồi mình có cháu nào không em? Dạ không chị.
em có đây 6 năm. Ừ, ly hôn cách đây 6 năm. Vậy là em cái chồng năm bao nhiêu tuổi? Dạ năm em 25 tuổi. Ừ. Rồi lý do thì sao mình ly hôn? Ủa mình cưới được bao lâu thì ly hôn em? Dạ, tụi em sống với nhau được mấy ngày. Ừ, cưới nhau 6 tháng rồi là ly hôn rồi. Dạ. Là về vấn đề mẹ chồng nàng dâu hay sao em? Dạ đúng rồi, vấn đề dạ. Hai bên gia đình nữa. Nói chung là người lớn còn à, tại vì em là à, nhưng nghe lời mẹ quá cho nên là tụi em cứ dừng lại. Ừ. Cái chị hỏi cái chủ đi. Cái chồng em lời mẹ là nghe lời như thế nào để nó có em coi ví dụ như người sau, ví dụ chị giới thiệu cho nó ở mức độ nào thì là em cảm thấy là không đó. À, tại vì chồng em á, mẹ em á, mẹ chồng em á kiểu là không ưng em. Xong rồi là muốn con của mình là dừng lại á, là chồng em là nghe lời, trong khi đó là em đã năn nỉ chồng là nếu mà không ở được với ba mẹ thì thôi chồng dọn ra riêng để từ từ mà từ từ rồi thuyết phục hai bên gia đình sau, nhưng mà chồng em không có đồng ý. Đó là chắc là anh phải với em phải dừng lại để anh về sống với ba mẹ anh, báo hiếu cho ba mẹ anh. Ủa nhưng mà lý do tại sao lại không ưa em á em? Dạ tại vì em thì em không có làm được nghề nông á, mà mẹ chồng em thì muốn con dâu là phải làm nông rồi. Đạt mà hồi trước ấy, khi mà em tìm hiểu thì em có biết cái điều đó không á? Dạ không, lúc mà tìm hiểu thì chồng em nói là anh chỉ cần một người biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa để phụ má anh làm việc thôi. Khi cưới nhau giờ rồi xong là ba chồng mới nói là không lẽ giờ má chồng con ra làm ở ngoài ruộng mà con ở trong nhà thì cũng khó coi quá. Thôi con ra con phụ má được gì thì phụ. Mà tại vì từ nhỏ tới lớn là em không có làm nông được. Xong rồi bắt đầu mẹ chồng càng ngày càng thấy không hợp, không thích nữa. Rồi kiếm chuyện này kiếm chuyện nọ đủ thứ á. Vậy là sau 6 tháng là chia tay luôn. Dạ. Là em quen bao lâu mà em tiến đến kết hôn vậy? Dạ chắc tầm 5-6 tháng á chị. Trời ơi. Ok. Rồi ly hôn 5 năm qua, 6 năm qua chứ, thì em có tìm ai yêu thêm ai không? Dạ cũng có một người. Xong rồi người ta kiểu người ta cũng thấy em ly hôn rồi á, người ta cũng không có thích lắm. Gia đình người ta cũng dạng khó khăn á, là không muốn con trai người ta lấy gái đã có chồng rồi, nên là thôi tụi em cũng thôi luôn. Là giờ em không quen ai hết. Lâu em quen người sau á được bao lâu? À, quen được 2 năm, lúc đó là em mới lên Sài Gòn á, là em quen bạn đó. Ừ. 2 năm mà chỉ cho như vậy thôi rồi em dừng đó dừng. Dạ, tại vì cái lúc đó là người ta nói là gia đình anh á thì hồi trước tới giờ là không có ai ly dị hết. Bây giờ anh mà cưới em á thì em đã đám cưới một lần rồi, không biết là gia đình em có tổ chức đám cưới cho em hay không. Rồi nói những cái câu mà làm cho mình bị tự ti á chị. Xong rồi là nên thôi em dừng lại. Và bạn đó cũng có người khác. Chắc là bạn đó có người khác nên bạn đó kiếm chuyện. Là sau khi chia tay mới biết bạn có bạn khác hả? Dạ đúng rồi, sau khi chia tay thì bạn đó quen cái bạn làm chung công ty luôn. Rồi hình như hai bạn bây giờ là đã kết hôn rồi. Ok. Rồi bây giờ mình muốn mẫu người như thế nào à, Hạ ơi? Dạ. Một người đàn ông trước mắt thì cao hơn em,
có nghề nghiệp ổn định, đủ đảm bảo để cuộc sống của vợ con. Năm người em rồi, định là ổn định là thu nhập bao nhiêu em cho chị cái mức luôn đi ha. Nếu mà đàn ông mà sống ở Sài Gòn thì chắc là phải tầm trên 10 triệu. Rồi, cao thì sao? Em nói cao hơn em là cao bao nhiêu được? Cao hơn em thì tầm 1m7. Em cao mét 5. Dạ em cao 1m6. Rồi, 10 triệu trở lên thì đủ đúng không? Rồi. Rồi. Vậy là diễn tả cho chị một xíu ha, để chị nhìn bằng mắt thường này là chị thấy được là cái anh đó là ảnh phù hợp với em. Ví dụ như là tóc, tai, mặt, mũi, miệng, tay chân, da, tóc đồ. Dạ cái đó thì em dễ tính, nếu mà mình thắc mắc cái tóc tai mình có thể thay đổi được. Em cũng không quan trọng mấy cái chuyện đó. Chủ yếu là tấm lòng người ta như thế nào thôi à. Ok chị, thật chị sẽ, nhưng mà em cũng phải nói là người đó mập hay ốm hay như thế nào đó. Chứ mà ví dụ dạ mập hay ốm hả, em thích là vừa vừa mập mẫm mỉm là được rồi, không ốm quá cũng không mập quá. Em rồi có cái gu nào nhất định không em, ví dụ như anh Quyền Linh hay là anh Bình Minh hay là ai chẳng hạn, để chị nhìn vô chị còn biết cái gu em là gì. Chứ mà bây giờ em cứ nói chung chung thì chị chẳng lẽ chị chị ghét ai, ai cũng được, cũng kỳ ha. Dạ anh Quyền Linh cũng được, mọi người đàn ông của gia đình. Rồi nghề nghiệp nghề miễn sao là trên 10 triệu thì chị ok rồi. Tuổi thì sao em ơi? Ta dạ. Bán tuổi thì hơn tuổi của em hơn từ 2 tuổi là được không? Gọi nhỏ hơn em được không? Nhỏ hơn em thì em sợ người ta không chịu em thôi chứ. Chút đi nè, chứ chị không hỏi người ta đâu. Chị ta giờ sẽ dạ. Cách nói nhỏ hơn cũng được nhưng mà nhỏ ít thôi, tầm 1 tuổi đến 2 tuổi thôi. Tại vì phụ nữ mình sau này sẽ già hơn đàn ông nhiều lắm. À, cái anh đó anh cũng ly dị như em vậy, em con thì em ok không? Nếu mà ly hôn rồi đã có con rồi hả chị? Ừ, nếu với điều kiện là anh đó ảnh tốt chứ không phải là em sợ là những người ly hôn rồi á là có vấn đề giống như kiểu chồng của em nên em không có niềm tin nhiều. Còn ly hôn là ly hôn do không hợp nhau chứ không phải là gì ly hôn về vấn đề là nghe lời mẹ giống như chồng em đúng không? À đúng rồi.